Theo bản tin ngày hôm nay, sẽ là thông tin về cơn bão số 1, với tên quốc tế là Chaba. Theo dự báo, cơn bão đang tiến về đất liền, với tốc độ nhanh và sức gió mạnh có thể giật cấp 14, cấp 15. Mặc dù không trực tiếp đi thẳng vào đất liền Việt Nam, nhưng sức ảnh hưởng của hoàn lưu bão sẽ vẫn gây ra những cơn mưa to đến rất to trên khắp cả nước. Chaba, cơn bão đầu tiên xuất hiện vào mùa mưa lũ, được hình thành từ áp thấp nhiệt đới trên biển. Cơn bão này được Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo có thể gây nguy hiểm cho 4 tỉnh đang hoạt động trong vùng nguy hiểm là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Dự báo là trong 24 giờ tới đây bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 2 tháng 7 thì vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ vĩ bắc, 110,7 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 310 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, 103 đến 133 km h giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ vĩ Bắc, kinh tuyến 108,0 đến 115,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông. Trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km trên giờ, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,6 độ vĩ bắc, 107,8 độ kinh đông, cách cao bằng khoảng 140 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có xu hướng suy yếu dần. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 9 cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 m, biển động dữ dội. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long, Vĩ, từ ngày 2 tháng 7, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Minh Bình có khả năng sóng lớn kết hợp với chiều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển, gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Chiều tối và đêm ngày 2 tháng 7, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm. Ngày 3 đến ngày 4 tháng 7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm, riêng khu Đông Bắc 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to. Mặc dù đã dự báo được hướng di chuyển, tuy nhiên bà con cũng không được chủ quan, nhất là 4 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đang có tàu thuyền hoạt động, hãy đặc biệt theo dõi diễn biến bất thường của cơn bão số 1. Khi biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng theo chiều hướng xấu như hiện nay, thời tiết ngày càng trở nên khó lường, trong khi tình hình về cơn bão số 1 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Mới đây, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một cơn áp thấp nhiệt đới khác ở ngoài Biển Đông cũng đang mạnh lên thành bão, cách bão Trà Ba gần 1.800 km. Được dự báo cách bão Chaba gần 1.800 km trên Biển Đông, một cơn áp thấp nhiệt đới khác đã và đang được cảnh báo sẽ trở thành cơn bão số 2 nếu như sức gió chuyển động xoáy và tâm của hoàn lưu bão. trên lời báo chí chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, tình hình cơn áp thấp này trở nên phức tạp, thậm chí hình thành hai cơn bão cùng hoạt động ngoài biển Đông. Nếu như hình thành thì cơn bão mới có tên Air, cường độ cấp 89, tốc độ di chuyển chậm hơn bão số 1 15 km/h, khả năng bão Air sẽ mạnh thêm nhưng không đi vào biển Đông. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng Thủy Văn, bão Air vẫn có sự tương tác với cơn bão Chaba ngoài biển. Việc hình thành nên bão đôi dù ít hay nhiều cũng khiến thời tiết trên cả nước bị ảnh hưởng. Để có thể chủ động đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình cũng như tránh sự thiệt hại về mặt tài sản, bà con nên theo dõi thường xuyên thông tin về thời tiết, đặc biệt đối với các vùng ven biển, thuyền bè đang ngoài khơi. Ngư dân khi hoạt động trên biển thì cần chú ý giữ liên lạc thường xuyên với các đài trực canh ven bờ, cơ quan phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đêm 30 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa và rông, có nơi mưa to đến rất to như Mường Lống, Nghệ An, chỉ 4,6mm, Tương Dương, Nghệ An, 61,2mm, Dân Tiến, Thái Nguyên, 70,4mm, Phù Lưu, Tuyên Quang, 63,8mm, Lang Quán, Tuyên Quang, 57,2mm, Nàn Sán, Lào Cai, 56,6mm, Vị trí Phú Thọ, 56,2mm. Dự báo Hà Nội ngày 1 tháng 7 có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ đêm mai ngày 2 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa rông, khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Sự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 30 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50 đến 60 km/h giật cấp 9. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ ngày mùng 1 tháng 7, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục mạnh thêm. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía đông ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Trong một vài ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Vì vậy, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu ngoài ra cũng cần phải chú ý đến khu vực dịch vụ ngành du lịch đang trong mùa cao điểm kiểm tra các tuyến đê biển trong trường hợp bão đổ bộ kết hợp với kỳ chiều cường cũng sẽ gây mất an toàn công trình